giống như là mình là người làm việc cơ quan nhà nước, trong khi chị là một cái tiểu thương ở ngoài chợ bình thường. Mày vô ngồi bàn thử, không phải làm ở cơ quan cấp cao nhà nước, người ta mắc cái bệnh nổ giống như là khoe như nước. Thực sự thì mấy cái mà gọi là thông tin trên mạng đẩy ra cho nó đọc được biết gọi là kiến thức, đúng đó là kiến thức, nhưng mà có mấy cái nói về tin tức thật sự thì bữa nay ngày mai nó khác. Mấy ông ra đây mấy ông bàn cái thôi, mấy ông cứ như là mấy ông khoán cái thì mọi chuyện nó đi vậy. Có ông ngồi suy diễn nha, lúc rồi ông Trần Đại Quang đi chữa bệnh, suy diễn của ông bị đầu độc giống như Nguyễn Bá Thanh nữa. Tới giờ này mà còn một số cái đầu ở đây vẫn còn đi như vậy, xem YouTube riết nó bị điên hết rồi. Mấy người xem thời sự YouTube riết là bị điên hết rồi. Giống như cái đám hôm rồi bỏ quà đồ ăn đi, tự nhiên lúc đầu mình thấy có được cái công cụ hỗ trợ là cái cây súng bắn bi với cái cây ba chắc bằng sắt, thì nó nổ lên nó thành là những khí quân dụng với súng gì rồi điện. Nhưng mà sau đó qua một cái trang khác thì nó lại có ghi thêm gì, có lựu đạn nữa, like đi, nói chuyện với nhiều người chơi, nhóc người cho ngon cái gãi lắm. Nó nổ là có cả lựu đạn nữa, nó nổ luôn là ám sát. Các bạn có thể ai đi ám sát, kéo mười mấy người đem băng ron đem loa theo đi vậy mà nó cũng có. Thực ra mà nói lâu rồi không có tin gì nóng nóng, bữa nay có tin chuyện của mình nó nóng thêm chút, kể ra tụi nó còn kiếm tiền YouTube nữa. Chịu thôi, ở Việt Nam mình thì ít người biết cách kiếm tiền qua YouTube, với họ cũng chả có mở được cái kênh YouTube nào để chia sẻ video được, có video đâu chia sẻ, cho nên là ít hơn. Người ta lên trên đó, cuối cùng ra cái đám bên kia nó đang lợi dụng, nó đang kiếm tiền trên đó, rồi nó lại có cái điều kiện không là nó làm luôn, nó kiếm tiền, mọi người tin theo rác chứ. Đất nước thanh bình vậy, nghe theo lời tụi nó chống phá cho nó loạn lên, tới đó chả giặt không kịp, giặt cái đâu chặt là mình với nhau, chỉ cần mình loạn kia thằng nào cũng gặp cha thì ngã hết, thằng nào không nào chịu nào hết. Thì quân đội đã chia phe ra, nhà nước chia phe ra, quân đội chia phe ra, rồi những cái thằng nào mà bình thường thuộc hàng xã hội với nhau đó, nó chia phe nhau, thì cuối cùng ra cả cái xã hội nên loạn lên, cuối cùng ra là đập nhau. Nó tiếng không vừa lòng lại quay bùm nhau liền. Và lúc mà nó xã hội nó loại không ai kiểm soát nữa rồi, thì vũ khí ở bên ngoài thì tuôn vô rất là dễ, nhà nào cũng có súng hết, quay qua quay lại. Bây giờ này dân chìm mình là hay nhậu nữa, thế là cứ bịch lòng nhau là cầm súng nã nhau thôi. Dân Việt Nam mình có thể đoàn kết là cái chỉ trong lúc hoạn nạn, bình thường thì bon chen luôn. Cho nên cái ông mà hay xem hôm rồi lên từ công cụ hỗ trợ mà nó nâng lên thành vũ khí quân dụng, từ chỉ có một cái vũ cái công cụ hỗ trợ là súng bắn bi với cái cây ba chắc bằng sắt, nó nâng lên tới giấy không, nó nâng lên tới cái hàng cùng với rò điện. Xong rồi có thằng thấy chưa đã, có chơi thêm quả lựu đạn vô nữa. Phải nói các bạn xem YouTube riết rồi bị điện đó. Trong khi tôi còn lên trên đây tôi còn nói được, tôi lên YouTube cũng được, tôi nói rần rần mà người ta còn không tin đây. Trong khi đúng rồi, còn nhà thì đâu có lên.
có mấy ông cầm cái điện thoại lên YouTube riết rồi, tưởng như là thăm ra ngoài đường ra nói đủ, tưởng đâu là cái khác cái tốt. Con mắt mình nổ. Ở Việt Nam mình ta gọi là nổ banh cho lọc chợ. Có ông ra ngồi bàn kiếm trường chính sách thì như đại biểu quốc học. Trong khi tao mới bàn có thấy ông rất ông phán luôn. Vậy người ta chưa biết mấy ông ra mấy ông bị sập xe rồi bàn luôn bàn đồ rồi bàn kích thích. Bảo lên bộ công an bắt rồi nghe nói cái chuyện nổ liên quan đến chuyện này có lý do nè. Mấy ngày tôi có nhà mấy cha mấy mẹ coi cái sự YouTube, mấy cha mấy mẹ nói quá làm ba má tôi lo, ba má tôi sợ, như nội tôi các cô tôi mọi người gia đình cháu lo lắng đến nỗi mà chuẩn bị với tôi luôn. Thằng Duy Tân nó phá đạo, nó rối thế nào cái cộng đồng này ai cũng nhưng mà nhà nó biết nổ, cho nên là ở đây phải biết chứ. Tôi nghĩ linh mục là tốt, cho nên cái chức vụ linh mục nhiều khi cũng là một công cụ nổ. Ra ngoài đường nói tôi là linh mục chắc chắn ngày nguyên trọng nổ. Cha này nè, cha nổ kinh khủng khiếp. Ờ, chú mới vậy. Giọng lớn nhất cái của mấy cặp cơ. Làm như là biết hết liên tục tất cả mọi người. Không có mặt ở đó nhưng mà kể gì cũng là có mặt ở tại nơi. Nghe có mắt mình từ xưa còn nổ kiếm ăn thì nhiều ra ngoài đường đa phần mình thấy cái dạng nổ kiếm ăn là nổ lừa đảo. Tại vì á muốn lừa người ta phải có cái gì mới lừa được. Ví dụ như mình thấy MC Phan Anh đi, nó muốn quyên góp được 24 tỷ đó nó phải bỏ cả 500 triệu đúng không? Nó bỏ ra nó không có đi từ thiện nghiêm chung nha, nó bỏ ra 500 triệu chưa thôi. Còn nó ô thằng kia nó vận động không qua nó còn bỏ cho nhiều vậy, người mất mới mà cũng làm. Thế là bỏ tiền theo 2 tuần kiếm 24 tỷ chúng ta tới nơi cũng tổ chức đi từ thiện đàng hoàng, nhưng tổng cái số người khác cuối cùng còn 3 tỷ, chỉ cuối cùng 24 tỷ còn lại 5 đồng. Tới giờ này người ta có đòi cũng không được, biết đâu rồi ai nói sao được rồi. Cái này công an thấy cũng được làm ở đó, mình ở đây vì cái đơn chưa là công an có dính dáng tới quyền lợi. Nếu mà mình nói cái kiểu là tôi thấy nó làm vậy là bất ổn xã hội, làm như là cái dạng là mất niềm tin của xã hội này nọ, tôi thừa nó ảnh hưởng tới cái quy định của những người làm từ thiện quá tốt, có thể họ nhận đơn. Có nhiều người không có tham gia giờ một hoạt động nào hết, mà để hỏi ngồi nghe người khác kể lại chuyện này chuyện nọ, có đọc đi chỗ khác nổ rằng ủa tôi có tham gia hoạt động đó cũng vậy. Trong suốt mấy ngày qua nhiều người nói với tôi là họ đã chuyển tiền cho một cái người nào, tôi cũng chả biết cái người
có người đi cái súng lên. Dạ, được lắm rồi nha. Thì mình nói lại anh ta, nói con cũng đọc báo mạng nè, con thấy con cũng biết. Cái sự kiện của mình nhiều người bơm thổi, bơm lên trên mây. Mình thấy hình như nó cả mấy cái kênh YouTube. Nó tốt mình được. Nên mình nói dạng nổ bây giờ lại là một cái trào lưu, mà phải nói là nó dùng để tạo nên tiếng tăm, tạo nên danh vọng. Nhiều bạn gần như là lợi dụng vào các cái kênh truyền thông YouTube để mà nổi tiếng. Giống như Lê Công Định thì hồi đó nó được nổ lên tới cái tới mày luôn, đó là hào khí Lê Công Định. Ủa, Lê Công Định có khả năng lên làm thủ tướng nha, tổng thống tướng rồi gì đó, hào khí Lê Công Định. Đến khi Lê Công Định bị bắt rồi lên truyền hình đọc bản tự khai của mình ấy, rồi xin nhà nước khoan hồng, thì coi như cái hào khí Lê Công Định nó sẽ xì hơi. Nhà mình mua bán thì phải dậy sớm thôi. Nói về cái vấn đề gọi là nổ, mình phải nói tới những cái kẻ giống như là những cái gì linh mục trong nhà thờ á, và những cái gì nổ nhiều nhất, nổ về chính trị á. Mình hiểu là một vị linh mục có thể học thần học, học triết học. Thì ai đi có vị linh mục nào mà có chuyên môn về chính trị có thể đưa ra quan điểm của mình để mà có thể kinh bàn tái tế thế. Linh mục mà như thế chắc là trở thành thánh rồi. Linh mục mà làm được cả chính trị nữa thì thôi là xong hết rồi. Đất nước nào cũng là của tôn giáo. Thấy có nhiều vị linh mục họ rất là tự trọng, cái gì không biết không nói. Có nhiều vị khi mà chỉ cần bàn tới chính trị thôi, đứa cha không biết, đứa cha không có rảnh, con bữa nay tội lỗi sao chịu đi xin lỗi đi nè cha biết nè. Nhưng cái đó là con cha không có rảnh, người ta né đi, cái người ta không biết và cái nữa, cái làm cho người ta vướng bận vào cái trần gian này. Một người tu hành ở trong nhà thờ, người ta muốn làm những điều gì đó là đem đàn chiến của mình về với chùa một cách an toàn, để đàn chiến của mình trở nên tốt lành, mập mạp. Cho nên là người ta lúc nào người ta cũng có cái cách để mà người ta nghĩ ra một phương cách, nghĩ ra một cách để mang lời vô trong các bài giảng, các nói chuyện để giúp cho giáo dân, giúp cho đàn chị của mình mở mang biết về nước Chúa như thế nào và sống như thế nào mới được về tới nước Chúa, chứ không phải là cái câu chuyện về chính trị. Mỗi một cái quốc gia, mỗi một dân tộc, mỗi một thời kỳ, người ta cảm nhận về xã hội cách khác nhau, và cách xây dựng của xã hội đó nó phù hợp với văn hóa, với cái vị thế, với cả những cái điều kiện tại quốc gia đó. Cho nên ở một thời điểm như thế này, ở đất nước chúng ta, xã hội chúng ta xây dựng chế độ nào nó phù hợp